từng tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Ở tuổi 95, nhà báo Nguyễn Thế Viên vẫn nhớ như in những câu chuyện thời chiến. Là thư ký của thời đại, ông từng có mặt trong những trận đánh lịch sử, được gặp gỡ, tiếp xúc với những người anh hùng đã làm nên chiến tích một thời hoa lửa. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của một cựu phóng viên chiến trường. Tôi là Nguyễn Thế Viên, là trên bụt danh ở Trường Sơn. Nhiệm vụ của tôi là đi lấy tin tức chiến thắng và viết những cái gương điển hình để in trên cái bản tin của mặt trận. Ngày 13 tháng 3 năm 1954, trận mở màn thì tôi được tham gia cái đi với cái đơn vị của 1754 là đánh một cái đội 101 của Him Lam. Ở Him Lam là có 3 cái cứ điểm, 101, 102, 103. Còn riêng 101 thì một cái khẩu đại liên bắn là kinh khủng, từ trong lô cổ thân bắn ra trời dạ. Mà nhiệm vụ của anh Trần Cán á, là phải cắm cho được cái lá cờ của quyết chiến quyết thắng lên cái đôi cái 101 nữa, mà không thể nào lên đi được. Rồi đây anh Phan Văn Nguyên ở dưới Hóa Thành là trung đội trưởng á, ông nó mình nói bây giờ là phải tiến lên. Phan Đình Giọt là lao lên liền, nằm ngay giữa cái hồng sống của nó, là lao lên mà chèn ngay cái hồng trùng với hồng trùng của nó. Tắc tịt không bắn ra được. Rồi là Trần Cán khi đó là lao lên cầm là cái lá cờ của Bác Hồ, quyết chiến quyết thắng ở trên cái đồi 101, là lá cờ đầu tiên đó, đó là của cái trận đầu tiên. Anh Phan Tư thì tôi là được dự cái kỷ niệm gọi là đến vì truy điều sống trước khi anh ấy xuống, mà anh xuống cái sau khi mà gọi bộc phạt rồi á, là anh ấy lăn đi lăn lại 6 lần, mà phải 10 lần thế này là mất 60 giây. Mà khi tỉnh kỳ về kỹ thuật thì từ khi đột ngoài cho đến bộc phạt nổ chỉ được 40 giây. Nhưng mà anh biết rằng là nổ thì anh chết, nhưng mà anh ấy cũng vẫn trúng phong. Khi mà nghe em tiếng nổ như thế rồi, anh em ấy cả tất cả là ngả mù chào, chém như mình biết anh. Nhưng mà trong khi đó thì anh ấy lại dùng cái sức mạnh của anh đạp vô ngôn đá, nhờ dùng nửa khinh của anh đi, còn đi khoảng trên 70 mét chứ đó, thì anh ấy vẫn sống. Thì sau đợt đó là nhờ cái kinh nghiệm đó mà phá được 90 cái thác trên sông Đầm Ná, dài 120 cây số, mà thuyền bè trước đấy là phải 6 ngày đi từ cái điểm khó của Bộ Tư lệnh đó vào Điện Biên Phủ là mất 6 ngày là anh ấy giải phóng cho được cái sông Nằm Ná. Cái kinh nghiệm của anh nhờ cái kinh nghiệm đó mà cục công binh phá được 90 cái thác, mà giải phóng đưa hàng tới đích rất nhanh.